OK, tiếp đến thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách thiết lập website WordPress ở trên Hosting Hostarmada các bạn. Thì đầu tiên chúng ta phải truy cập vào trang quản trị hosting đã. Rồi các bạn click Hosting in đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành nhập email và password vào. Rồi tiếp đến click vô, tôi không phải là người máy, nhập captcha rồi login đúng không ạ? Và đây là cái trang quản trị của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đang có một cái dịch vụ đúng không ạ? Một dịch vụ đã được kích hoạt. Thì các bạn click vô My Service hoặc là click vô Viewer đúng không ạ? Click vô Viewer. Và ở đây là những cái dịch vụ của chúng ta và chúng ta sẽ tiến hành này, tiến hành click vô chữ CP này, tức là Control Panel, để chúng ta click vào đây. Đó. Và cách chọn tên miền như thế nào hay là cái cách thiết lập một cái website như thế nào thì Nhất sẽ gửi cái video cho bạn sau, đúng không ạ? Còn ở cái này thì chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp cái tên miền mà chúng ta đã mua ở Hostarmada, đúng không ạ? Cái tên miền mà Hostarmada đã tặng miễn phí cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thiết lập trực tiếp trên cái tên miền này luôn. Và đây là một số cái thông số của cái hosting của chúng ta. Rồi, cái bước đầu tiên trước khi các bạn tiến hành thiết lập website WordPress ở trên hosting thì các bạn kéo xuống được không ạ? Ở cái phần security này thì các bạn hãy truy cập vào cái SSL-TLS status này đúng không ạ? Để các bạn tiến hành kích hoạt cái chứng chỉ SSL này, tức là cái ổ khóa này đối với cái tên miền của chúng ta đúng không ạ? Cái ổ khóa này. Thì cái việc của các bạn là click vào run out đúng không ạ? Run out to SSL. Đó thì nó sẽ xanh như thế này, bình thường nó sẽ màu đỏ đúng không ạ? Rồi các bạn tiến hành nhấn vào nút này. Nó ở đây thì Nhất đã tiến hành thiết lập rồi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại trang chủ của cPanel. Rồi các bạn kéo xuống đúng không ạ? Kéo xuống cuối chân trang chúng nhất để thiết lập được thì các bạn click vào cái WordPress này. Nó vô cùng nhanh, vô cùng đơn giản thôi đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành click vào install hoặc là install now. Rồi ở đây thì Nhất sẽ click vào cái nút install now đúng không ạ? Click vào. Rồi ở đây thì chúng ta xóa cái WordPress này đi đúng không ạ? Xóa cái WordPress đi. Lựa chọn là https 2.cc. Rồi ok, tên miền chúng ta là tên miền này. Và ở đây thì các bạn lưu ý là các bạn đặt tiếng Anh nhá. Cái mục này thì chúng ta đổi sau được đúng không ạ? Đổi sau được. Thì ở đây thì Nhất sẽ viết là foreign business. Cái này thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ đổi được đúng không ạ? Chia sẻ. Ok, ở cái phần admin username này đúng không ạ, thì các bạn đừng có để mặc định là admin mà các bạn hãy để cái tên nào đó thật là khó nhớ đúng không ạ. Đó, ở đây thì Nhất sẽ đặt như thế này. Rồi tiến hành password. Password tốt nhất đúng không ạ, tốt nhất là có vừa số vừa chữ thì chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt để cho nó bảo mật đúng không ạ. Ở đây thì Nhất sẽ tiến hành đặt như thế này đúng không ạ? Đó thì Nhất đã che đi rồi. Rồi tiếp đến thì email admin. Đó. Ở đây thì Nhất sẽ lấy email này luôn. Rồi để mặc định English đúng không ạ? Rồi ở đây thì chúng ta có thể thiết lập một số cái plugin mà chúng ta tích vô plugin ở đây. Đó. Ở đây thì data domain name đúng không ạ? Thì các bạn đổi ở đây là foreign đi. Để khi mà có nhiều website mà thì chúng ta biết được cái database nào là của website đấy đúng không ạ? Rồi ok. Chúng ta click vào đây luôn để tự động update. Rồi ở đây thì chúng ta chọn một cái thêm cũng được, không cần cũng được đúng không ạ? Rồi chúng ta kéo xuống. Ở cái phần này thì chúng ta để cái email là email quản trị luôn đúng không ạ? Email quản trị website của chúng ta luôn. À, rồi chúng ta kiểm tra thông tin là một lần nữa, các bạn lưu ý này, phiên bản để mặc định như này đúng không ạ?
Rồi, chọn HTTPS. Và chúng ta trước đó thì chúng ta cần phải cài đặt chứng chỉ HTTPS cho website của chúng ta. Rồi xóa cái mặc định của cái bản ghi này đi, đúng không ạ? Rồi, đặt tên thì chúng ta nên đặt tiếng Anh để cho tránh bị lỗi. Rồi tiếp đến là điền username, rồi password. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành để điền cái địa chỉ email quản trị vào, đúng không ạ? Lựa chọn tiếng Việt, tiếng Anh tùy chúng ta. Rồi cài mặc định hai plugin này luôn. Cái plugin mà giới hạn là đăng nhập nếu mà đăng nhập sai, đúng không ạ? Và cái plugin này sẽ đưa cái trình sản thảo của chúng ta về cái phiên bản cũ, phiên bản cổ điển, nó dễ sử dụng hơn. Ở đây thì chúng ta có thể đổi cái tên, đúng không ạ? Đổi cái tên database name của chúng ta. Mục đích là để khi mà chúng ta có nhiều website đối với cái gói này, đúng không ạ? Đối với gói này thì chúng ta phân biệt cái database name giữa những cái website khác nhau thôi. Đó. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành click vô hai cái nút này, đúng không ạ? Cái này để chúng ta để mặc định được. Và chúng ta lưu ý điền cái email cài đặt và chúng ta click vô install. Và chúng ta chờ một chút, đúng không ạ? Chờ một chút thì nó sẽ thiết lập rất là nhanh thôi. Đó, như vậy là đã xong rồi. Đó, như vậy là đã xong rồi. Cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Rồi chúng ta click vô cái đường link này thì nó sẽ dẫn đến website của chúng ta. Đấy, chúng ta đã thiết lập website thành công rồi. Và tiếp đến thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn tối ưu website của chúng ta một cách nhanh nhất. Ok. Và để có thể quản trị website của chúng ta thì chúng ta truy cập vào cái đường link này, đúng không ạ? Truy cập vào cái đường link này. Đây, đường link này. Việc của chúng ta đó, click vào. Và bây giờ chúng ta cần phải tối ưu. Ok.